Chào các bạn nhé. Trong video này mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn một loại cây độc, rất là độc. Trên thực tế thì đã có những ghi nhận các trường hợp ngộ độc tử vong do cây này gây ra. Và tất nhiên những trường hợp đấy xảy ra là ở trẻ em, cho nên là nhà nào mà có trẻ em thì cần phải hết sức cẩn thận nhé. Vậy thì đấy là cây gì và biểu hiện trúng độc của nó ra sao? Làm sao biết được đang trúng độc loại cây này, cách chữa trị như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Và đây chính là cây gỗ xoan, loại cây rất quen thuộc với mọi người, không có gì xa lạ cả. Mình thường lấy gỗ của nó về dùng làm nhà rồi là đóng đồ, cũng dùng làm củi đun, nói chung là rất nhiều tác dụng. Các bộ phận trên cây xoan thì đều có chứa chất độc, trong đấy thì phần quả có chứa độc cao hơn. Và nhất là những quả chín thì độ độc của nó lại càng cao. Đây là một điều hết sức nguy hiểm, bởi vì là trẻ em thì đôi khi nó tò mò, cũng đôi khi là nó chơi bời với nhau, nó thách đố nhau chẳng hạn, nó ăn vào thì sẽ bị trúng độc. Và tất nhiên những trường hợp này đã xảy ra rồi, cho nên là các bạn cần phải hết sức cẩn thận khi mà nhà có trẻ em nhé. Vì cây xoan này thì ở vùng quê rất là nhiều mà không thiếu gì cả. Quả nó thì khi chín rụng đầy gốc ấy, cho nên là cần phải rất cẩn thận nhé. Nhà nào có trẻ em cần phải cẩn thận đấy nhá. Vậy thì làm sao mà để biết được là nó bị trúng độc do quả xoan này? Thì cũng đã có những báo cáo về việc trẻ em tử vong do ăn quả xoan này rồi. Thậm chí là người ta còn có những thí nghiệm trên cả chó này, bò rồi là ngựa, lợn. Họ cho những con vật này ăn thì đều bị ngộ độc và thậm chí là tử vong tùy theo liều lượng. Vậy thì triệu chứng do ngộ độc quả xoan nó như thế nào? Khi mà các bạn thấy có những triệu chứng sau đây thì cần phải đưa đi bệnh viện ngay nhé. Các bạn chú ý nhé. Triệu chứng ngộ độc do ăn quả xoan là sẽ có triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, khó thở, tim đập nhanh. Đấy, những triệu chứng này là các bạn cần phải nhớ nhé. Thấy triệu chứng này là đưa ra viện ngay đấy, không đùa được đâu. Vì sẽ gây tử vong rất là nhanh đấy. Quả xoan chứa chất độc rất là độc. Tuy rằng là có một số loại chim nó sẽ ăn được quả xoan này, thậm chí là lá xoan thì con dê ăn được, thậm chí vỏ xoan có chứa chất độc rất độc. Người ta chỉ cần dùng một liều nhỏ thôi đã đủ gây độc chết người rồi. Tuy nhiên thì họ vẫn sử dụng vỏ xoan để chữa bệnh. Nhưng do nó có chứa chất độc cao như vậy, cho nên ngày nay là người ta không sử dụng xoan để chữa bệnh nữa đâu, mà người ta đã thay thế bằng nhiều loại thảo dược khác rồi. Và như mình đã nói thì quả xoan có chứa rất là nhiều chất độc, nhất là quả xoan chín. Cho nên là nhà bạn nào mà có trẻ em ấy, thì phải lưu ý trông coi cho nó thật kỹ. Cây xoan này thì ở vùng quê thì có rất là nhiều, mọc quanh nhà, quả thì khi nó chín rụng đầy gốc thôi. Cho nên là các bạn cần phải hết sức cẩn thận. Khi mà trẻ con lỡ ăn vào rồi ấy, thì triệu chứng ngộ độc chính là nôn mửa, tiêu chảy, khó thở, tim đập nhanh. Có những triệu chứng này thì cần phải đưa ra bệnh viện gấp nhé, không thể chần chừ được đâu. Bởi vì là đã có những ghi nhận về trường hợp ngộ độc quả xoan này rồi mà, cho nên là các bạn cần phải hết sức cẩn thận đấy nhé. Do là cây xoan có chứa nhiều chất độc như vậy, cho nên người ta cũng sử dụng để mà làm thuốc trừ sâu trong một số trường hợp. Cụ thể là người ta dùng lá xoan để mà làm thuốc diệt trùng, sâu bọ. Người ta còn cho lá xoan vào chum để mà đựng các loại hạt như là đậu, ngô, để mà tránh mọt, tránh nấm. Hoặc là người ta dùng nước sắc lá xoan với liều lượng là 4 cân lá xoan với 10 lít nước để mà phun lên những cây sâu bọ ăn hại. Các bộ phận của cây xoan đều có độc
khi dùng cần phải hết sức cẩn thận.